28, và khi mà sửa CC thì cái đớt 28 này thì bạn ấy zoom trời quá là to và cái phần chân trời này nó bị rộng quá ấy, nó thiếu mất phần xanh. Đây em chỉ nhắc qua để mọi người có thể chú ý hơn, khi mà thay trời thì mình cho nó vào vừa phải khung hình thôi, chứ đừng để nó to quá. Cái gì? Làm sao? Thay trời mình đã nhờ Taylor hỏi Orin và được trả cuộc thay máy ảnh trên đầu trời này. Trời ơi, nhưng mà có hỏi là cái này khách hàng hôm trước mình có nhắc ở trong update ấy, là cái thằng khách hàng